Chào mọi người và các bé, mình là Thảo Kali đây. Hai mẹ con chuẩn bị đi chợ, cái chợ gần nhà. Nhóc nhỏ thích đi chợ lắm, tại nhóc nhỏ thích tính tiền bằng máy tự động đó. Có người tính cho mình, cũng có máy tự động nữa. Nhóc nhỏ biết tính rồi nên thích đi chợ. Tới lúc tính tiền thì Thảo đưa, còn lúc mà để đồ vô máy thì nhóc tính. Nhóc muốn đi chợ để mua một trái pumpkin, trái bí vàng rất là lớn, một loại bí để trưng trong ngày Halloween. Ở bên nước Mỹ. Rồi bắt đầu đi chợ nha. Chợ Mỹ thì giống siêu thị bên Việt Nam ha, những nơi khác như đó. Bán rất là nhiều đồ đầy đủ, giống như cái chợ bán đồ ăn thì đầy đủ đồ ăn trong đó. Mình đi vô một cái chợ mình có thể mua đồ để ăn trong một vài ngày rồi mình mới đi nữa. Thường đồ ăn đem về thường để tủ đá hoặc là để tủ lạnh. Nè, ở đây nhiều người đi làm không có giờ đó thì mua để nhiều ngày. Còn nhà Thảo gần chợ, Thảo đi hai ba bữa đi một lần. Nhiều chợ lắm, mà cái chợ nào mình thích thì mình đi, hoặc là chợ đó có bán những món đồ mà mình thích đó thì mình đi. Rồi hai mẹ con chuẩn bị đi chợ nha. Quay cái chợ sơ sơ cho mọi người coi, không có quay toàn cảnh được tại nhiều khi người ta không có muốn mình quay của người ta đăng lên, nên mình quay sơ sơ đó cho mọi người coi đi chợ Mỹ nha. Rồi tính tiền bằng máy nha, hai mẹ con chuẩn bị đi chợ nha. Đi chợ, chợ bên đây có chiếc xe đẩy vậy đó để đem bỏ đồ ăn vô. Một trái pumpkin 3 đô la, khoảng 60 mấy ngàn. Mua một trái về đặng tạo hình cho Halloween. Để nhóc lựa trái tròn đẹp. Ha, được trái tròn đẹp bự quá. Cuốn còn đẹp, tròn đẹp. Có nhiều loại bí quá ha. Có bí xanh nữa nè. Bí vàng. À bên đây có mấy trái bí nhỏ nhỏ dễ thương lắm. Bắp nữa nè, bắp là cũng là một dụng cụ để cho ngày lễ Halloween. Trái bí này nhỏ thì giá rẻ. Thích cái bí trắng này quá. Wow, cưng quá. Bí nhỏ này dễ thương quá. Những trái bí nhỏ trang trí dễ thương không? Không gian ngập tràn âm nhạc. Đến đây trong chợ cũng tạo hình Halloween cho lễ hội Halloween. Mua bộ dao luôn, dụng cụ để tạo hình cho trái bí này á. Có chỉ luôn, chỉ cách tạo hình luôn đó, muốn tạo kiểu gì đó. Trái bí về dẹp tạo hình ra kiểu như vậy nè. Đốt cây đèn cầy ở trong cho trái để trước cửa cho đẹp. Đây, đèn cầy để trong trái bí. Chắc làm cái hình này đẹp xinh ơi. Có đèn điện luôn. Đây, có cái cuốn khác nữa nè nhỏ ơi, cuốn khác dạy làm nè. À, đèn điện hả? Mua đèn điện gắn trong trái bí hả? Bánh kẹo bán cho lễ Halloween. Dĩa đựng đồ ăn cũng đẹp ha. Bên đây ăn dĩa giấy.
kẹo nè. Chocolate nhiều lắm. Ồ, mấy kệ luôn nè. Kẹo nhiều lắm. Để mua để bữa đó cho các trẻ em. Các bé thích Halloween gì được cho nhiều kẹo á, ăn nhiều. Nhóc của mình đi xin về cho ăn một số thôi, còn một số đem cho lại các bạn, đem đến mấy cái khu mà để free á cho mọi người ăn. Tự tính tiền luôn, máy tính tiền tự động. Nói không con? Được hả? Nhóc thích làm lắm. Mình để nó để mình làm mà nhóc muốn. Nếu mà không có thì mình bấm cái số của dán ở trên trái bí có cái tem á, bấm vô. Thịt bên đây đóng vô vậy nè, đóng vô cái bịch. Lấy một cái bịch con, lấy một cái bịch để đựng. Dư tiền nó thôi lại. Máy tính tiền tự động. Cảm ơn nhóc nhỏ. Hai mẹ con đi chợ về rồi. Cảm ơn mọi người đã xem. Lúc tính tiền á thì Thảo tính tiền, do đó không có quay. Nhỏ chỉ canh mấy cái đồ ăn thôi. Còn Thảo lo tính tiền nên không có quay được. Nên thế một đoạn quay với ông xã bữa đi shopping. Nên cảm ơn mọi người đã xem. Nhóc nhỏ còn nhỏ nên chưa có cho nhóc nhỏ xài tiền. Cảm ơn mọi người đã xem nha. Nếu như mọi người thấy video vui, giải trí, biết nhiều về đời sống nước Mỹ thì đăng ký kênh của Thảo nha, Thảo Kali. Chúc mọi người và các bé một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Vincent cũng muốn giao lưu với các bé khắp nơi lắm. Bye bye.